Hi, xin chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Welcome tất cả mọi người đã tới với kênh của Anna Hà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái thành phố nơi mà mình đang sống. Đó là thành phố Dallas, Texas. Nơi mà có rất nhiều người Việt đang sinh sống. Và hiện tại thì có rất là nhiều người Việt đang khắp mọi nơi trên nước Mỹ đang chuyển địa chỉ tới Dallas để sinh sống. Chắc các bạn nghe nói Dallas, Texas thì các bạn nghĩ tới là người cưỡi ngựa, mặc quần áo chăn bò, người cowboy. Nhưng mà thật sự thì thành phố Dallas không có chút gì gọi là thành phố có những con ngựa, có những người cưỡi ngựa hết. Thành phố Dallas, Texas là cái một thành phố phát triển rất là nhanh và rất là mới. Đây là một cái toàn cảnh, cái trung tâm của Dallas và những cái khu vực lân cận của Dallas đang hình thành những cái thành phố mới hơn. Công ăn việc làm cũng rất là nhiều hơn. Cho nên nhiều người đang khắp mọi nơi đang có xu hướng dần dần mưu tới Dallas để sinh sống. Mỗi ngày có hàng ngàn người từ tất cả mọi nơi đang đổ dồn về. Có rất nhiều lý do. Cái lý do đầu tiên và quan trọng nhất đó là công ăn việc làm ở Dallas, Texas rất là nhiều. Cái tỷ lệ thất nghiệp rất là thấp và cái tỷ lệ mà gia tăng của nền kinh tế thì 3.3% trong năm 2018. Cái con số này được cho là rất lớn. Cái công ăn việc làm thì thu hút rất là nhiều người. Chỉ riêng thành phố Dallas thôi có hơn 500 công ty lớn, giống như là Exxon, AT&T, American Airlines và Amazon và những cái công ty lớn khác. Và thứ hai nữa là giá cả của thành phố ở Dallas không có gọi là đắt đỏ so với những cái thành phố khác trên nước Mỹ. Ví dụ như một cái bữa ăn trưa gọi là sang trọng thì có khoảng $14, hoặc là bạn có thể ăn một cái bữa ăn nhanh $7-8 cho một bữa ăn. Một chục trứng thì có $2.77 thôi. Và cái tiền nhà thì không có gọi là đắt đỏ lắm. Ví dụ như cái căn nhà đẹp, sang trọng thì có khoảng $1.500 một tháng. Hoặc là những cái căn apartment bình dân thì giá khoảng $1.300. Tiền điện, tiền nước cho một người thì khoảng $100 một tháng. Hai người đi ăn tối thì chỉ khoảng $40 thôi. Còn bạn vô bar hoặc club thì khoảng $10 cho một cái ly cocktail. Và cái lý do thứ ba nữa là giá cả nhà ở thành phố Dallas, Texas thì không có thể gọi là đắt so với những cái nơi trên nước Mỹ. Hiện tại bởi vì cái Covid xảy ra cho nên những người ở những cái tiểu bang khác đang đổ dồn về Dallas để mà tìm cơ hội công ăn việc làm, nhà cửa. Cho nên cái số nhà bán ra rất là nhanh. Bao nhiêu nhà bỏ lên thị trường đều bán sạch. Tuy nhiên cũng có những cái lý do mà nhiều người ngại mua về Dallas. Đó là thời tiết ở Dallas không có giống như thời tiết ở những cái tiểu bang khác. Mùa hè thì rất là nóng, mùa đông thì không có hẳn là lạnh như những cái tiểu bang khác. Nhưng mà khi mà có những cái lúc mà thời tiết ví dụ như lạnh, đổ tuyết chẳng hạn, thì ở những cái tiểu bang khác thì các bạn lái xe đi làm trong tuyết, hoặc là sáng ra cào tuyết sạch sẽ rồi mới lái xe đi làm. Còn ở Dallas khi mà tuyết đổ xuống thì hầu như tất cả cửa hàng, quán xá, trường học hay là công ty đều ngưng làm việc hết. Bởi vì người dân ở Dallas họ không biết lái xe trong tuyết. Họ rất sợ ra đường khi mà thời tiết lạnh.
bởi vì họ không có chuẩn bị sẵn sàng để mà lái xe trong cái hoàn cảnh mà đông đá. Và thứ hai nữa là Dallas là một cái đồng bằng không có biển, không có núi. Nhiều người rất là bị hay bị allergy khi mà sống ở Dallas bởi vì cái khí hậu và cái môi trường của Dallas bị ảnh hưởng bởi những cái tiểu bang xung quanh. Đây là một cái cảnh mà đường xá xe cộ ở Texas. Một điều nữa là ở Texas cái gì cũng lớn. Bạn sống ở Texas nếu mà bạn không có xe thì bạn sẽ bị nhốt ở trong nhà, bởi vì bạn không có thể đi bộ tới chợ hoặc tới trường học được. Tất cả mọi thứ đều rất lớn và rất xa nơi ở, cho nên tất cả mọi người đều sử dụng xe. Đây là một cái căn nhà ở thành phố gần trung tâm Dallas. Cái căn nhà này giống như một cái tòa lâu đài vậy các bạn. Ở bên trong được lót gỗ trên sàn nhà và những cái design rất là chi tiết, rất là rộng rãi, và cái bếp ăn thì cũng rất là đẹp sang trọng. Cái căn nhà này được chủ nhà chăm chút rất là kỹ lưỡng, những cái chi tiết hoa văn rất là đẹp. Wow, đây là cái phòng khách nhìn vô cái phòng bếp thì rất là đẹp nha. Bếp cũng đã được làm mà gắn marble, rồi những cái đèn Channeling rất là lóng lánh, rất là gọn gàng đẹp. Chủ của căn nhà này cũng rất là có khiếu thẩm mỹ. Cái căn nhà được trang hoàng rất là đẹp. Đây là cái căn nhà hiện đang rao bán ở gần trung tâm của Dallas. Các bạn có thể đoán là căn nhà này có giá bao nhiêu hay không? Mình có cùng tìm hiểu với các bạn nè. Cái căn nhà có giá là 550.000 đô la. Có nghĩa là tương đương với lại 12 tỷ ở Việt Nam nha. Có nghĩa 12 tỷ đô. Mình nói lộn rồi. Cái căn nhà này có giá là 550.000 đô la. Có cái giá tiền Việt Nam thì mình nghĩ chắc khoảng 12 tỷ đô tiền Việt Nam. Căn nhà này rộng 2.700 square feet. Thì tính trung bình là 202 đó là một square feet. Cái căn nhà này đang ở thành phố Frisco. Cái thành phố Frisco là cái thành phố đang phát triển rất là nhanh. Bởi vì cái hãng Toyota đã đưa cái factory về đó làm việc, cho nên người dân mua theo đi về cái hướng đó để mà làm việc cho cái hãng Toyota này. Và nhà cửa thì cũng được xây dựng mới rất là nhiều, bởi vì trên những cái khu mà phía north của Dallas hoặc là những cái khu gần lân cận của Dallas đang còn đất trống rất là nhiều, cho nên nhà mới mọc lên rất là nhiều. Với số tiền 550.000 đô la, các bạn có thể sở hữu một căn nhà giống như một cái tòa lâu đài vậy đó. Đây là phía sau của căn nhà. Có khoảng đất rất là rộng và căn nhà bên ngoài nhìn rất là đẹp. Đây chỉ là một trong những cái căn nhà mà ở khu vực North Dallas thôi. Trong cái khu nhà này thì có một cái
khu hồ bơi công cộng, thì những người dân sống ở đó sẽ được sử dụng cái hồ bơi này. Đây, cái hồ bơi rất là đẹp. Có khu vui chơi cho trẻ em nữa. Đây là những cái công viên, lối đi bộ. Và đây là một cái căn nhà ở khu phía nọt của Dallas, có tên gọi là Plano, Texas. Thì đây là căn nhà có giá trị là $575,000. Thì nhìn bên ngoài giống như một cái cung điện vậy đó. Mình rất là thích cái kiểu nhà này. Rất là đẹp các bạn. Căn nhà này có cái cây cổ thụ cao, tức là cái căn nhà này cũng xây đã lâu rồi chứ không phải là mới đang xây. Có rất nhiều cái căn nhà đang xây ở dòng khu vực Dallas, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy những cái căn nhà mà hơi cũ cũ nhưng mà đã có đầy đủ những cái chi tiết mà mình thích rồi, cho nên mình không có quan tâm là cái căn nhà đó mới tinh hay không. Nếu mà các bạn muốn cái căn nhà mới tinh thì cũng có rất nhiều cái căn nhà để các bạn lựa chọn. Đây là cái căn nhà có cây che bóng mát. Đây là căn nhà họ xây cũng rất là chi tiết. Có trần nhà rất là cao, nhà rất là thoáng, rộng rãi. Cái nhà này thì chủ nhà thì hơi bỏ nhiều đồ, cho nên nó thấy khoảng không gian nó không có nhiều lắm. Cái này màu vàng thì ấm cúng. Đây là căn nhà có giá là $575,000. Cái bếp rất là đẹp các bạn. Cái bếp người ta xây dựng cái kiểu mà ấm cúng mà sang trọng. Đây là phòng ăn. Bạn nhìn cái trần nhà, họ xây rất là đẹp. Có rất nhiều cửa sổ. Cái căn nhà này có một cái hồ bơi ở phía sau. Rất là đẹp các bạn ơi. Ở ngoài sau người ta có làm cái khu để nghỉ ngơi nè. Cây che bóng mát xung quanh hết rồi. Mùa hè ở Texas thì rất là nóng, nhưng mà cây cối như vậy thì rất là mát, không có tốn nhiều tiền điện để chạy máy lạnh.